Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, Diệp Phàm và Hắc Hoàng xây dựng ngũ sắc tế đàn bí mật, thu mua trân thạch ngũ sắc gây xôn xao. Nhiều người suy đoán mục đích của họ, có người cho rằng để khôi phục ngũ sắc tế đàn cổ đại, có người cho rằng để đối phó kẻ thù. Cùng lúc đó, nhiều sự kiện lớn xảy ra, Nam Yêu trảm đạo, Thần Lê tọa hóa, các lão thánh chủ qua đời, Hoa Vân Phi đại chiến Giác Hữu Tình, Diêu Quang Thánh Tử truy sát Vương Đằng. Địa điểm ngũ sắc tế đàn bị lộ, nhiều thế lực nhòm ngó, tìm cách phá hoại. Thiên Chi thông tung tin giả, dẫn dụ kẻ thù, đồng thời tung tin về Lâm Giai và Tiên Dược. Chuyển sang tập 395 của Già Thiên. Đông Hoang, hàng vạn cơn sóng đánh tan bầu trời, mấy tin tức dồn dập làm cho khắp nơi lộn xộn, nhiều người không thể ngồi yên. Ngũ sắc tế đàn xây xong, Diệp Phàm sẽ rời khỏi cổ tinh vực này, đi qua không gian tiến vào cổ tinh xa lạ, đúng là một cơn sóng lớn. Còn trước mắt xuất hiện một loạt sự kiện mấu chốt, mọi người hơi suy nghĩ liền biết rõ có liên quan tới hắn, rõ ràng có người nhắm vào hắn. Lâm Giai, trước đây trừ những người cá biệt ra thì không ai biết tới, bị người ta khắc ra tượng ngọc, còn là một cô gái vực ngoại, khiến cho người người chú ý tranh mua. Rất nhanh, có người truyền ra tin tức bí mật, cô gái xinh đẹp này đi chung với Diệp Phàm, là bạn cũ ngày xưa. Vào lúc mấu chốt này bán đấu giá cô ta, tất nhiên là muốn châm ngòi thánh thể nhân tộc phẫn nộ, khiến hắn không thể vượt qua không gian, xuất hiện vì nhắm vào hắn. Mọi người có lý do tin rằng Diệp Phàm nghe được tin này sẽ tức sùi bọt mép, đúng là đâm trúng tim gan của hắn, là một loại khiêu khích sỉ nhục, bán đồng bạn của hắn ra ngoài như hàng hóa. Có người đi chứng thực, Hồ Gia một trong 10 đại tài phiệt Đông Hoang phụ trách hoạt động bán đấu giá lần này, ngay cả khẩu hiệu tuyên truyền cũng bị truyền ra. Tiên nữ vực ngoại, băng tuyết thông minh. Văn minh khác biệt giao hòa, có thể bùng lên ánh sáng chói lọi, tựa như ánh lửa trí tuệ ngộ đạo ngàn năm. Ngày đó Nam vực sôi trào, rất nhiều người muốn ra tay thề phải có được, muốn chen chân vào, đương nhiên người có giao tình với Diệp Phàm đều toát mồ hôi. Rõ ràng là muốn dẫn hắn vào rọ mà. Tình thể Trung vực lại càng không lạc quan, dung mạo bé con đẫm nước mắt vừa xuất hiện, dẫn tới khắp nơi chú ý, nhiều người vừa nhìn liền nhận ra cái gọi là tiên dược kia chính là tiểu cô nương đi theo cạnh Diệp Phàm trước kia, là cái đuôi nhỏ đáng thương mất tích nhiều năm hôm nay xuất hiện. Diệp Phàm sắp sửa mở ra ngũ sắc tế đàn, đi qua không gian, lúc này bé con xuất hiện sẽ khiến lòng hắn không yên, không thể không cứu, cũng là một vấn đề khó giải quyết. Thiên Đoạn Sơn Mạch, đó không phải chỗ tốt lành, người bình thường không thể đi vào được, gió phần phật cắt ngang trời, thần phong đại đạo nổi lên, người thường đi vào sẽ thành tro bụi. Đây là một lần đại kiếp nạn đối với thánh thể nhân tộc, bất cứ một chuyện nào cũng đủ làm hắn ngừng bước không thể vượt qua hư không, có người muốn giữ hắn lại. Biết rõ có nguy hiểm cũng phải đi, đây là một lần đại nạn, hiểu hắn rất rõ, trừ khi là hắn ý chí sắt đá, không cứu một ai. Có người nghiêm túc phân tích đoán ra được là có người đang làm ra động tác, rõ ràng là đoàn kết tất cả kẻ địch muốn đổi phó Diệp Phàm vào chung một chỗ, bán đấu giá Nam vực cùng Thiên Đoạn Sơn Mạch Trung vực chắc chắn sẽ là nơi đổ máu. Không chỉ có người lén lút nhắm vào hắn, còn có những kẻ khác chờ ra tay, sẽ hình thành một cổ hợp lực mạnh đến mức khó tưởng. Chỉ trong một đêm, không khí Đông Hoang lập tức thay đổi, nặng nề khiến người ta không thở nổi, bão tố sắp đến. Không lâu trước, mọi người còn đang thảo luận bí mật ngũ sắc tế đàn, hôm nay diễn biến tới bước này, tất cả là vì Diệp Phàm muốn đi mà sinh ra biến cố như thế. Ta đã ngửi được mùi máu tanh, giống như thấy được cảnh chém giết, thây chất như núi, lần này không biết sẽ chết bao nhiêu người. Một vị lão tu sĩ cảm thán, đó là trực giác cùng dự cảm từ bản năng. Lần này tất cả đều yên tĩnh, nhưng mọi người biết đó chỉ là biểu tượng mà thôi, sát khí chắc chắn sẽ bùng nổ toàn diện vào một lúc nào đó. Mọi người đều đang đợi, có một loại dự cảm sẽ là sóng to quét qua đại địa Đông Hoang, những tu sĩ lớn tuổi đặt nửa bước vào quan tài đều tim đập rộn lên, dặn dò người bên cạnh không được can thiệp. Nhưng mà có mấy ai nghe theo chứ? Thiên Chi Thôn, Tề La thần sắc nặng nề, trong lòng lo lắng, tất cả những điều bên ngoài đối với thiên đình, hoặc là nói rõ hơn đối với Diệp Phàm đều rất không ổn. Ngươi có kế hoạch gì? Diệp Phàm ngồi trên vách núi, mỗi lỗ chân lông đều phun nuốt tiên thiên tinh khí, khiến thân thể hắn như lưu ly, không một chút tạp chất, toàn thể sáng chói. Hắn rất trấn định nói, đều nằm trong khống chế. Tề La nghe lời này thiếu nút lật đổ bàn, nổi giận, còn nằm trong khống chế. Có người muốn phá hoại ngũ sắc tế đàn do ngươi dựng lên, ngươi còn nhẫn nhịn được. Cứ yên tâm, ta có chừng mực, đến lúc đó còn phải mời Tề lão ra tay. Diệp Phàm thần sắc trịnh trọng nói. Được rồi, ngay cả ngươi cũng không gấp, cần gì ta quan tâm. Hôm nay khí trời không tệ, ta đi tắm nắng. Tề La chắp tay sau lưng đi xuống núi, bên cạnh là tiểu tước nhi tròn tròn. Tề tổ, tên khốn mập mạp kia biến mất ở nghĩa trang. Dưới núi có người gấp gáp truyền âm. Trời đánh, đuổi giết hắn cho ta. Tề La không thể bình tĩnh được, gấp như lửa đốt phóng về phía nghĩa trang.
Không thể không nói, ham mê của Đoạn Đức thật khác lạ, thích tản bộ giữa mộ mã, dùng lời hắn nói thì nhìn những mộ cổ kia, nhìn từng khối bia đá hết sức thân thiết, tốt hơn là những lâm viên cỏ cây. Hắn rảnh rỗi liền đi dạo trong nghĩa trang sát thủ, khiến cho nhiều sát thủ hận không thể đuổi giết hắn tận chân trời góc biển, căm hận thấu xương tên này. Quả thật có một số việc không ngờ, chúng ta phải bàn bạc kỹ một chút. Ban đêm, lửa trại bập bùng, một đám người vây quanh đống lửa, không ai lo lắng không yên, đều rất trấn định bình tĩnh, khiến Tề La âm thầm gật đầu. Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân bị nhốt ở Cửu U Sơn, không biết là thật hay giả, phải đi một chuyện, chuyện này do Hắc Thủy huynh đi làm. Diệp Phàm nói, lần này chắc chắn có một trận gió tanh mưa máu, bọn họ không có nhiều người, để cho Lý Hắc Thủy đi mời các đại cường đạo, đặc biệt phải mời ra Lão Bất Tử, dù là hắn ngại ước định giao trì không thể ra tay, cũng phải đi tọa trấn miễn xảy ra chuyện. Ban đêm, Lý Hắc Thủy rời đi, biến mất dưới bầu trời sao. Bọn họ thảo luận thật lâu, suy đoán kẻ địch nào sẽ xuất hiện, Tề La ở bên cạnh khó hiểu không thôi, mấy người này thật là nhịn nổi, không có một chút lo lắng, làm cho lão không thể không bội phục. Tề lão, lúc làm phiền ngài đã tới, có thể dò xét căn bản của hai đại thần triều, cuối cùng có ai ra tay, lực lượng mạnh cỡ nào. Cuối cùng, Diệp Phàm nhìn về phía lão. Tề La trầm ngâm, đây là vấn đề khó, hai đại sát thủ thần triều rất bí ẩn, người đời không biết điện phủ cổ của bọn họ ở đâu, muốn tấn công cũng không được, làm sao mà tìm hiểu. Ta có hai con cờ trọng yếu mai phục đã sắp 700 năm, vẫn không dám liên lạc, hôm nay xem ra sắp phát huy công dụng rồi. Mấy người giật mình, đều thấy bất ngờ, hỏi có thể tìm được điện phủ thần thánh tối cao của sát thủ thần triều hay không, kết quả Tề La lắc đầu nói, có thể ra được mấy cái tiểu thế giới là cùng, không cần nghĩ tới tổng bộ của bọn chúng. Tất cả đều gấp rút tiến hành, các thế lực khắp nơi hành động trong 2 ngày, người muốn chặn ngang đều bố trí binh tướng. Nam vực truyền đến tin tức không tốt, có một phần người cổ tộc muốn ra tay, chuyển đến nửa phương thần nguyên muốn mua được Lâm Giai, rõ ràng muốn chống lại Diệp Phàm. Có tin tức khác, người Nguyên Thủy Hồ di chuyển, muốn đi đến Nam vực tham gia hội đấu giá lần này, đó là hoàng tộc Thái Cổ, nếu tham dự vào thì không thể đoán trước hậu quả. Hắc, Lâm Giai đáng giá nhiều nguyên như thế. Nói vậy thì ngày nào đó chúng ta tự bán mình cũng có thể làm ra cái giá trên trời, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm như thế. Bàn Bác tự dễu, siết chặt tay. Ở Thiên Đoạn Sơn Mạch tụ tập càng nhiều người, nơi đó có thần phong đại đạo, người thường khó mà đến gần, nhưng vẫn tập trung rất đông cường giả. Có mấy người khó khăn đi lên, truyền ra tin tức chính xác, trên đó tràn ngập mùi hương tiên dược thơm ngát, vội thoáng qua, nhìn thấy một tiểu cô nương đi theo gió, động lòng đáng thương nhỏ giọng thúc thích. Không ít người phát ngôn bừa bãi, nói nhất định muốn có con bé này, mặc kệ ngày xưa nàng từng đi theo ai, hôm nay sẽ toàn lực ra tay tranh cướp. Giọng điệu lớn lối, coi bé con là bất tử dược luyện là xong hay sao, ta muốn xem ai có ý nghĩ này, có ai dám ra tay. Đại Hắc Cẩu cười lạnh. Rốt cuộc, Tề La đưa ra tin tức cực kỳ trọng yếu, vừa nói ra làm mọi người ở đây kinh hồn bạc vía một trận. Lần này hai đại sát thủ thần triều quyết tâm muốn phục kích Diệp Phàm, phát động rất nhiều sát thủ, đúng là tổng động viên chen nhau đi ra, khiến người ta phát run. Sát thủ thần triều, địa ngục, có 18 tiểu thế giới, còn gọi là 18 tầng địa ngục, trước kia bị Diệp Phàm độ kiếp hủy diệt một cái. Lần này đồng loạt xuất quân 5 tầng, chủ soái dẫn người 5 tiểu thế giới đi ra. Sát thủ thần triều, nhân thế gian, có 4 chủ nhân tiểu thế giới hiện thể, dẫn sát thủ như mây nhắm thẳng vào Diệp Phàm, chỉ cần hắn xuất hiện là chém giết ngay, tục truyền nắm giữ thánh binh. Ngoài ra, thần tử thần nữ của bọn họ cũng hành động. Hai đại tổ chức sát thủ viễn cổ không tiếc mọi giá muốn hủy diệt Diệp Phàm cùng người bên cạnh hắn, không cho bọn họ có cơ hội sống sót. Có thể đào ra tin tức quan trọng như thế, đủ để nói rõ Tề La bày ra con cờ rất sâu, gần 700 năm mới dùng tới. Nếu diệt sạch những kẻ này, coi như cắt đứt một chân, chém hơn 1/4 lực lượng của sát thủ thần triều viễn cổ. Tề La nghiêm nghị nói, không biết sẽ có ai tới, có đại nhân vật nào ứng kiếp. Hoa Vân Phi, Diêu Quang Thánh Tử, Thần Nữ, Cổ Hoàng Tử, tốt nhất đều đến. Đoạn Đức sợ thiên hạ không loạn, chỉ hy vọng Lệ Quỷ, Lưu Vân Chí xuất hiện, đừng làm chúng ta thất vọng. Bàn Bác nói, bọn họ thương thảo thật lâu, Diệp Phàm nói thẳng chỉ cần hắn xuất hiện ở nơi nào là chỗ đó sẽ thành chiến trường chính. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ thật lâu, nói, lấy Thiên Đoạn Sơn Mạch làm chiến trường chính. Tiếp đó, hắn bắt đầu sắp xếp, để Bàn Bác cùng Hắc Hoàng và đám người Lệ Thiên cùng đi Thiên Đoạn Sơn Mạch trấn thủ sẵn sàng, yên lặng chờ hắn đến đồng loạt ra tay. Một ngày, Diệp Phàm, Đoạn Đức, Hầu Tử ra đi đến Nam Vực, chạy đến chỗ sắp bán đấu giá Lâm Giai. Có phải ta tạo thành sát nghiệp quá lớn hay không? Trên đường đi, Diệp Phàm tự nói. Không sao, chỉ là có chút không phúc hậu mà thôi, còn chưa nói tới thất đức, coi như tạm được. Đạo sĩ Đoạn Đức thiếu đạo đức bình luận. Không có gì lớn lắm,
có kẻ đáng chết. Hầu tử cười to vỗ vai hắn. Diệp Phàm nghênh ngang đến Nam Vực, không chút che giấu dẫn đến mọi người đều biết, hắn thả ra lời nói mời bạn cũ đi Thiên Đoạn Sơn Mạch lưu tình, ai có thể bảo hộ được bé con thì sẽ có báo đáp. Rõ ràng là nói giải cứu Lâm Giai xong còn muốn tiến vào Thiên Đoạn Sơn Mạch, muốn làm một lần chinh Nam chiến Bắc, không tránh khỏi một trận đại chiến máu chảy thành sông. Hiện giờ, ta thấy ngươi có chút thất đức. Đoạn Đức nguyền rủa, bởi vì hắn biết rõ nội tình. Một hồi sóng gió tiến tới Nam Vực, Hồ Gia một trong 10 đại tài việt bán đấu giá tiên nữ vực ngoại, ánh sáng văn minh khác biệt va chạm, sánh với ngộ đạo ngàn năm, khiến nhiều người chú ý. Còn lúc này Diệp Phàm đi tới, giải cứu bạn cũ của hắn, Lâm Giai, tất nhiên sẽ có sóng gió cực lớn, không thể yên lành được. Mọi người biết, một trận gió tanh mưa máu sắp mở màn. Thành Tử Lan, một tòa thành trì xinh đẹp ở Nam Vực, trong thành sạch sẽ ngay ngắn trật tự. Hai bên đường đầy cây tử lan, loại gỗ thơm này sáng rực như thủy tinh tím, cao khoảng mấy thước, chuỗi hoa như mã não tím khắc thành, mùi hương say lòng người. Đúng là không tệ, về sau sắp xếp nghĩa trang, quyết định trồng một số cây tử lan nữa. Đoạn Đức lại phát bệnh. Cả thành trì tràn ngập hương lan, thấm tận ruột gan, rất thích hợp ở lại, đi trên đường làm người ta sảng khoái, trong lòng cũng yên tĩnh. Phòng đấu giá cổ nguyện nằm ở một góc yên tĩnh trong thành Tử Lan, nhưng hôm nay xôn xao ồn ào, đã sớm chật kín người, chen lấn khó mà ra vào. Trước cửa có hai con kỳ lân thật lớn lấp lánh ánh sáng, dùng ngọc tủy hoàng kim khắc ra, khí thế phú quý, uy nghiêm hùng vĩ. Trong phòng đấu giá, trường cột chạm trổ, vách bích sáng rọi, bình phong to lớn, ghế cổ kính, cột to khắc rồng khắc phượng. Tiên nữ vực ngoại, văn minh khác biệt va chạm, cũng có chút thú vị. Một người trẻ tuổi cổ tộc tay cầm quạt cười nói. Ở bên cạnh, một người đeo mặt nạ quỷ một thân khí lạnh ngẩng đầu bước vào, xung quanh là một đám người trực tiếp nâng theo một đống thần nguyên tiến vào, rõ ràng buộc phải có. Ta từng nghe nàng ta có liên quan tới Diệp Phàm, đấu giá mua về có phiền phức hay không? Có người nhỏ giọng nói. Người trả giá là được, chẳng lẽ hắn còn muốn cưỡng ép hay sao? Có người nói. Rõ ràng, có mấy người không phải thật sự đến vì đấu giá, hoàn toàn muốn nhắm vào Diệp Phàm, dù là không tới tay thì cũng phải gây ra chuyện. Không biết sống chết. Hầu tử ở xa xa thấp giọng mắng. Lúc này, Diệp Phàm, Đoạn Đức đã tiến vào, chẳng qua thay đổi dung mạo không làm người ta quá chú ý, ai cũng biết hôm nay hắn sẽ xuất hiện ở đây. Các vị xin yên lặng, hiện giờ bắt đầu đấu giá. Một lão già lớn tuổi đi lên đài, gõ búa gỗ bắt đầu chủ trì đại hội lần này. Ban đầu không chút nổi bật, bình tĩnh tiến hành đấu giá các loại tài liệu quý, vũ khí, đan dược, không có cao trào, dù là xuất hiện vũ khí vương giả cũng thể. Thẳng đến cuối cùng xuất hiện một quyển sổ tay của thánh nhân mới dẫn đến chấn động, chẳng qua chỉ là 7-8 trang mỏng manh, quá thiếu thốn, dù vậy cũng làm rất nhiều người trả giá. Cuối cùng, lão già tóc hoa râm gõ bàn, nâng cao giọng nói, tiếp theo, đấu giá tiên tử vực ngoại, người trả giá cao nhất sẽ thắng. Rốt cuộc, phòng đấu giá cổ nguyệt bình tĩnh bị châm lửa, lập tức sôi trào ầm ĩ tận trời, âm thanh điếc tai, nhiều người đứng dậy. Trong đó có một nửa người không chú ý trên đài, mà tìm tòi trong đám người. Rõ ràng đang tìm kiếm bóng dáng Diệp Phàm, càng quan tâm đến hắn nhiều hơn. Che giấu rất tốt, có sát thủ rất mạnh, chẳng qua trước mắt chỉ cảm ứng được vài khí cơ, đều che giấu trong đám người. Diệp Phàm nói, không ai dám tùy tiện ra tay, nơi này rồng rắn lẫn lộn, nếu đi đầu thì coi chừng liên lụy cả trăm thế lực lớn, dù là sát thủ thần triều cũng không dám làm bừa. Cái gì tiên tử vực ngoại, còn chưa đi ra, đã bắt đầu đấu giá rồi, sao không cho chúng ta thấy mặt? Có người kêu lên. Đúng thế. Ai biết tới từ trời cao hay là tùy tiện tới thanh lâu tìm ra một cô gái, đưa ra cho ta đánh giá xem. Phòng đấu giá cổ nguyệt rất lớn, lúc này có cả vạn người ngồi bên dưới, nơi này có pháp tắc không gian, bằng không khó mà chứa nổi. Thật có lỗi, cô gái này có lai lịch phi phàm, va chạm văn minh khác biệt, có thể ngộ đạo tuệ quan ngàn năm, lần này chỉ đưa ra một ít danh sách, sau đó đi nơi khác chân chính đấu giá. Lão già trên đài nói. Dưới đài liền loạn lên, nhiều người không hài lòng, có người không đồng ý đứng dậy kêu la. Nhưng mà không thay đổi được gì, lão già trên đài tiếp tục nói đặt cọc 80 vạn cân nguyên là có thể đi vào vòng tiếp theo, đến nơi khác đấu giá. Cần tới 80 vạn cân nguyên mới được đi, các ngươi điên hả, một đứa con gái mà thôi, nàng ta có quý giá thì cũng không đáng nhiều như thế. Gạt người cũng không tới mức ác như thế chứ, có lý lẽ hay không, dù là nói cô ta tới từ vực ngoại thì cũng không thái quá như vậy được. Trong một mảnh nguyền rủa, trước sau có mười mấy nhóm người lên đài, có người đặt xuống 9 khối thần ngọc cửu thiên. Có người đặt một khối nhỏ đại la ngân tinh, có người đặt mấy khối thần nguyên lớn. Trong đại sảnh nhanh chóng yên tĩnh, những người này không phải người thường, có lẽ đều nhắm vào thánh thể nhân tộc Diệp Phàm mà tới đây, đối với bọn họ thì tiên nữ vực ngoại chỉ là một cái cớ mà thôi. Một loại không khí khẩn trương lan tràn,
khiến người ta cảm thấy nặng nề. Mọi người như ngửi được mùi máu tươi, tựa như thấy cảnh chém giết máu chảy thành sông. Thông qua đấu giá lần này, kẻ thù với thánh thể nhân tộc thực hiện một lần liên minh, rất nhiều người đều muốn cùng tru diệt hắn. Ta nghĩ quá nửa số người nào đó có pháp khí có không gian, hiện giờ chỉ thấy một người, đến lúc đó sẽ xuất hiện ngàn quân. Có mấy lão tu sĩ nhỏ giọng nói chuyện, tóm chặt con cháu bên cạnh, nói cho bọn họ tốt nhất là đứng nhìn, tuyệt đối không được chạy lung tung. Mười mấy nhóm người lên đài, bị dẫn đến đại sảnh mở ra với bên ngoài, để lại bảo bối đầy đất sáng lấp lánh làm người ta không mở mắt được, bình thường nhất cũng là thần nguyên, những thứ khác đều là tài liệu quý hiếm. Đoạn Đức tim đập rộn lên, lệ quỷ, có khí tức của hắn. Hắn nhìn chằm chằm một khối đá đỏ máu trên đài, bên trên có phù văn phức tạo, ngay cả người phòng đấu giá cũng không biết là gì nhưng định giá trên 100 vạn cân nguyên. Đoạn Đức đưa ra kết luận chắc chắn, người nắm giữ huyết thạch kia thường xuyên tiếp xúc với lệ quỷ, bên trên có khí tức làm hắn dựng tóc gáy. Rốt cuộc cũng đến, chỉ là ta cảm thấy khả năng hắn chạy đến Thiên Đoạn Sơn Mạch lớn hơn một chút, nói không chừng chỉ là một tên tiểu nhân vật. Diệp Phàm nói. Cuối cùng, mấy người Diệp Phàm cũng lên đài, thật lâu sau mới tiến vào một tòa cổ điện tráng lệ, treo đầy tranh chữ của danh nhân, ngay cả chén trà sử dụng cũng có lai lịch. Trung tâm cổ điện là một cái tế đàn, có một mảnh trận văn lóe lên, mười mấy nhóm người đều sớm biến mất, bọn họ nhìn lẫn nhau, tiếp đó đạp bước lên. Hào quang chợt lóe, cuối cùng bọn họ xuất hiện trong một mảnh sa mạc, một mảnh kiến trúc to lớn sừng sững phía trước, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đây là một trong những mảnh sa mạc ở gần Nam Vực, ngày thường không ai đặt chân đến, phòng đấu giá Cổ Nguyệt nói thẳng là sợ xảy ra đại chiến, không thể ở lại trong thành trì. Trong đại sảnh lớn, mười mấy nhóm người đều ngồi xếp bằng, có người lộ ra một tia cười lạnh, bọn họ có pháp môn đặc thù biết được Diệp Phàm đã đến. Người không liên quan lui ra, bây giờ trình diễn màn chính, tới lúc giết thánh thể nhân tộc rồi. Tiếng nói khàn khàn truyền đến, một người toàn thân bao bọc giáp trụ màu đen, che khuất cả đầu và mặt. Lão hủ chỉ phụ trách chủ trì đấu giá. Trên đài vẫn là lão già tóc hoa râm, nói, người ra giá cao sẽ có được tiên nữ vực ngoại. Tuy rằng đang ở giữa sa mạc, nhưng không khí trong đại điện lại lạnh băng, mười mấy nhóm người tản ra sát ý đáng sợ, có người đã nhìn thẳng về phía ba người Diệp Phàm. Cũng được, không phải cô ta đến từ cùng chỗ với thánh thể nhân tộc đó sao, bọn họ là bạn cũ. Một người trẻ tuổi ngã ngớn nói, vậy ta mua về là được, coi như nữ nô cũng tốt. Có thể nói là nhục nhã trắng trợn, hắn biết Diệp Phàm đã tới mà vẫn nói như thế, không để chút mặt mũi, quả thật là tát thẳng vào mặt. Đoạn Đức truyền âm nói, đó là vương giả không đơn giản, bề ngoài rất trẻ tuổi, nhưng đã sống không biết bao lâu, không che giấu được tang thương trong ánh mắt, trong cơ thể che giấu sát khí kinh người, quá nữa là một chủ nhân tiểu thế giới sát thủ thần triều. Đều tới rồi thì không cần vội, đã lọt vào rọ thì vây chết thánh thể nhân tộc ở đây, có gì không đợi được, từ từ hầm như hắn là được. Một người khác âm tàn nói, kèm theo chế nhạo trào phúng. Khó trách tự tin như vậy, trên người hắn có thánh binh. Đoạn Đức hoảng sợ, âm thầm nhắc nhở Diệp Phàm cùng hầu tử, quá nữa là một vị giới chủ địa ngục. Nếu là bạn cũ ngày xưa của thánh thể nhân tộc, ta không thể không kêu giá, làm nữ hầu bưng trà rót nước cũng được, chẳng phải rất có thành tựu hay sao? Một người trẻ tuổi Nguyên Thủy Hồ ra sức nhục mạ. Thánh thể nhân tộc ngươi xong rồi. Người Đọa Vũ tộc càng trực tiếp, ánh mắt sáng lấp lóe nhìn về phía Diệp Phàm cùng Đoạn Đức, hầu tử. Lục Đông Pháp chết trong tay Diệp Phàm, bọn họ cũng đến đây, có hai lão nhân đứng phía trước đều là vương giả đỉnh phong đáng sợ, cùng nắm ma bình bát bảo, tản ra uy áp kinh người. Là cấm ma bình. Đoạn Đức cả kinh, loại bình này có thể giam cầm không gian, khiến tất cả trận văn mất hiệu lực, tan rã mọi lực pháp tắc, khiến nơi này trở thành một vùng đất không còn trật tự thần tắc. Diệp Phàm, đã nhiều năm rồi, ta thật là tưởng nhớ ngươi, rốt cuộc đã gặp lại, không lúc nào không mong gặp lại ngươi, rất muốn thấy được khuôn mặt kinh ngạc của ngươi. Quái nhân toàn thân giáp đen nói, âm trầm như tới từ chính tầng địa ngục. Hắn tràn ngập khí tức lệ quỷ. Đoạn Đức là chuyên gia, biết một cái nhìn ra manh mối, đồng thời trên người toát khí lạnh, thông qua người này hắn biết được lệ quỷ khủng bố. Nói vậy, rõ ràng là một vị bạn cũ cùng vượt qua tinh không đến thế giới này cùng ta. Diệp Phàm nói. Những người khác đều rất trấn định, thần sắc càng lạnh lùng hơn, có thể tưởng tượng ra tay vào lúc mấu chốt, tể ra pháp khí không gian, nói không chừng tháp sa mạc sẽ thành ngàn quân chém giết. Mười mấy nhóm người đại biểu mười mấy cổ siêu cấp thế lực cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ. Trên đài cao, lão già kia vô cùng trấn định tiếp tục chủ trì đấu giá. Lâm Giai vẫn không xuất hiện, nhưng mọi người đã đưa ra bảo bối chất đống trước đài đấu giá cạnh tranh. 200 vạn cân nguyên, để cho hồng nhan tri kỷ của thánh thể nhân tộc làm nữ nô. Tên giới chủ sát thủ thần triều thoạt nhìn trẻ tuổi cười ha ha, mơ hồ có một tia tàn khốc. Ta cũng muốn nữ hầu như thế. Người trẻ tuổi Nguyên Thủy Hồ nói, hai lão già sau lưng đưa lên một đống lớn thần nguyên. Không bao lâu,
trên đài cao chồng chất bảo vật kỳ trân chói mắt. Nhưng nhiều người đều không hành động, luôn thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ không có bao nhiêu hứng thú với tiên nữ vực ngoại, chủ yếu là vì giết Diệp Phàm. Một lúc lâu sau, rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn, nói, các vị chơi đủ rồi chứ, làm việc bắt cá trong chậu thôi. Nói cũng phải, hắn đã vào rọ rồi, nấu đến giờ cũng đã tới lửa. Có người cười lạnh âm trầm. Soạt. Lúc này, Diệp Phàm đứng dậy, hiện ra hình dạng, căn bản không cần phải che đậy nữa. Người toàn thân bao phủ giáp đen kích động, lạnh giọng nói như tiếng khóc trong đêm, Diệp Phàm, ngươi có biết ta là ai không? Ta luôn chờ đợi cơ hội này, gặp lại ngươi, rất muốn thấy biểu tình kinh ngạc, sợ hãi của ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đáng tiếc, ngươi nhất định sẽ thất vọng, mặc kệ là trước kia hay bây giờ, ngươi đều là thứ bỏ đi. Ngươi. Người này âm khí rất nặng, thở dốc dữ dội thật lâu mới bình tĩnh lại, nói, chờ ngươi biết ta là ai, ngươi sẽ hối hận. Kỳ thật ta rất muốn biết lần này là do vị đạo hữu nào ra tay, làm ra sự kiện bán đấu giá, làm nhiều nhóm người chúng ta không hẹn mà cùng tụ tập tru diệt thánh thể. Một vị vương giả hỏi vấn đề này, những người khác cũng muốn biết. Cảm tạ các ngươi hào phóng tặng quà. Diệp Phàm bước nhanh lên thu lấy các bảo vật trên đài, sau đó lớn tiếng nói, là ta bố cục gài bẫy giết ta. Mọi người nơi này hóa đá, nhân tộc cũng thể, cổ tộc cũng vậy, mỗi người đều ngẩn ngơ, tất cả nằm ngoài dự liệu làm người ta không yên lòng. Ngay cả sát thủ thần triều chú trọng trấn tĩnh cùng lãnh khốc cũng cứng lại, toát ra hơi lạnh, cảm giác người trẻ tuổi đang tươi cười vô hại phía trước là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Vì gài bẫy giết kẻ địch, tính kể chính mình vào đó, cuối cùng là ai gài bẫy ai, khiến cho người ta run sợ. Ta không thích tiến vào tiết tấu của người khác. Diệp Phàm đứng trên đài cao, trấn định tự nhiên nhìn người bên dưới, nói, so với việc chờ các ngươi bố trí dùng các loại thủ đoạn bức ta ra, còn không bằng bày kẻ thỏa mãn mong muốn của các ngươi. Đương nhiên, kết quả sẽ biến thành một mặt khác, do ta bắt lấy các ngươi. Thật là bạo tay, bắt đầu bố trí từ ngũ sắc tế đàn, trải nền nhiều như vậy. Trong lòng vương giả đỉnh phong đọa vũ tộc trầm xuống, thần sắc cực kỳ khó coi. Chuyện về ngũ sắc tế đàn hết sức thần bí, quá trình xây dựng bị phong tỏa tin tức nghiêm mật, khiến người ta khó mà tìm hiểu được, mà đến khi mọi người hao hết tâm cơ thăm dò ra, tất cả đều đã bước vào tiết tấu của Diệp Phàm, bị hắn chủ đạo phía trước. Cái gọi là đi qua không gian, chẳng qua là xúc tác, làm nền, trong cục có cục, liên tục phát triển khiến người ta tiến vào, liều mạng thăm dò, cuối cùng sẽ tự động diễn sinh ra bố cục mới. Khi bọn họ tra ra sự thật, biết được Diệp Phàm muốn rời cổ tinh này, theo quán tính suy nghĩ liền tự nhiên muốn ngăn cản, chặn giết, không cho hắn vượt qua không gian. Còn lúc này, Diệp Phàm vừa lúc trợ giúp một phen, lại bố cục, Lâm Giai bị bán đấu giá, thuận thể đi ra. Lúc này, mặc kệ Lâm Giai có tồn tại hay không, những người trong bóng tối đều sẽ hiểu là có người đổi phó Diệp Phàm, người hận hắn sẽ nhảy ra hình thành tổ hợp. Nếu không có sự kiện Lâm Giai, nhất định sẽ có người hạ độc thủ, vì muốn Diệp Phàm lưu lại sẽ bày ra thủ đoạn độc ác, bố trí cạm bẫy. Diệp Phàm thỏa mãn bọn họ, chủ động thả ra một cái bố cục nhỏ, hơn nữa đi ngược lẽ thường, gài giết chính mình khiến cho một đám kẻ thù đoàn kết với nhau. Diệp Phàm nhìn chằm chằm người thần bí nhân toàn thân giáp đen, nói, cho dù ngươi biết nơi này không có Lâm Giai thì cũng sẽ đến, bởi vì nơi này có người nhắm vào ta, muốn diệt trừ ta, liền muốn ra tay. Trong quá trình này, hắn quan sát phản ứng của người giáp đen kia, dùng linh giác cực mạnh nắm bắt dao động thần thức, muốn xác định Lâm Giai có rơi vào trong tay bọn họ hay không. Ngươi dụ ta đến đây. Người giáp đen kia lui ra mấy bước. Diệp Phàm cười nhạt, biết được kết quả mình muốn liền không để ý nữa. Tiếp đó nhìn về phía những người khác, cảm nhận dao động thần thức của bọn họ, thần sắc lạnh xuống, lộ ra một đoàn sát ý, mọi người muốn điên mất, bọn họ rơi vào trong vòng xoáy, bị lừa gạt, lao ra khỏi cung điện xuất hiện giữa sa mạc, chuẩn bị tìm địa thế có lợi để phòng ngự. Bởi vì muốn bỏ chạy thì khó được, lúc này sa mạc trắng xóa, sương mù dâng lên như hỗn độn, tràn ngập sức ép. Chúng ta đông người như thế, có gì phải sợ, có cả vương giả đại thành, giết ba tên bọn chúng còn không đủ hay sao? Có người lạnh giọng nói. Nhưng mà những người khác lại im lặng, hôm nay không phải dùng Diệp Phàm vào rọ, mà là chính bọn họ bước vào trong túi, quỷ mới biết nơi này có bố trí cái gì. Không cần sợ. Hai lão già đọa vũ tộc bước lên, nâng ma bình bát bảo, tản uy áp kinh người, làm tan rã trật tự pháp tắc xung quanh. Quả thật không cần sợ, không thể nghịch chuyển kết cục, ta tới kết thúc tính mạng của hắn. Người giáp đen kia khôi phục bình tĩnh, bước nhanh tới trước nói, hai mươi mấy năm, không có lúc nào là ta không chờ đợi lần gặp lại này, thời điểm Diệp Phàm ngươi hối hận đã tới. Hắn dùng sức ném nón ra, muốn lộ ra hình dạng. Diệp Phàm lại cười lạnh nhạt, nói, huy hoàng trở về. Ta nói rồi, ở trong mắt ta thì ngươi vĩnh viễn là một tên bỏ đi. Ngươi xem ta là ai? Người giáp đen tức giận đến cả người phát run,
cảm xúc như rất kích động, siết chặt nắm tay. Ngươi không phải Lý Trường Thanh vô dụng nhất hay sao, mãi đến giờ vẫn không tiến bộ nổi. Diệp Phàm tùy tiện nói. Ken. Lý Trường Thanh dùng sức ném nón giáp ra xa, lộ ra bộ mặt, thần sắc dữ tợn, cả người phát run, tức giận không nói ra lời. Vốn tưởng rằng có thể đứng từ trên cao, gặt hái ánh sáng, có thể thấy được vẻ mặt ngạc nhiên sợ hãi của Diệp Phàm, không ngờ tới đối phương không để ý, như đã dự đoán được tất cả. Giống như màn kịch chuẩn bị tỉ mỉ thật lâu, kết quả lại không có người thưởng thức, hắn như đánh một quyền vào không khí, khó chịu không biết nói sao. Hai mươi mấy năm, bộ mặt của Lý Trường Thanh không có nhiều thay đổi, chỉ là tái nhợt hơn một chút, giống như sống trong bóng đêm quanh năm không ra mặt trời. Diệp Phàm. Mặc kệ ngươi có đoán trước, mặc kệ ngươi cảm thấy anh minh thần võ cỡ nào, có một chuyện ngươi không thay đổi được, chính là ngươi phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Lý Trường Thanh điên cuồng. Hắn chịu khổ hai mươi mấy năm, vốn muốn trút ra cơn giận, sáng tỏ bản thân, không ngờ lại bị người ta sớm chọc thủng, mấy câu nhẹ nhàng nói ra làm hắn muốn hộc máu. Ta nói ngươi không tiến bộ, ngươi còn không muốn nghe, đã tiến vào tiết tấu của ta, chẳng lẽ không có an bài hay sao? Diệp Phàm xì cười nói. Thần linh vực ngoại nguyền rủa bừng sáng đi. Lý Trường Thanh rống to, chấn động mảnh sa mạc này, cát vàng tung lên bụi mù bao phủ khắp nơi. Trong tay hắn xuất hiện một cái người tí hon màu máu, bị hắn chấn nát hóa thành huyết quang bắn về phía Diệp Phàm, thiên địa lạnh lẽo như lọc vào hầm băng, phát ra tiếng quỷ khóc thần gào. Quả nhiên là tuyệt sát, không có chuẩn bị mà trúng chiêu thì chắc chắn hồn phi phách tán, đây là thủ đoạn của lệ quỷ lưu lại. Đoạn Đức nói. Thông thiên ma cái xuất hiện trên đầu hắn, dưới chân xuất hiện một cái ký hiệu chính sao thần bí, đây là nguyên thiên cấm trận do Diệp Phàm khắc ra, trả giá bằng tiêu hao thật nhiều thần nguyên thúc đẩy đế binh. Thông thiên ma cái phát ra để uy, tuy rằng không chân chính sống lại, nhưng cũng ngập trời, người thường không thể chống nổi. Các loại huyết quang tan biến, không thể đến gần người, hóa thành mây khói tan biến trong sa mạc. Lý Trường Thanh biến sắc, trên mặt có một tia hoảng sợ, không ngừng lui ra. Vốn cục diện là đánh giết Diệp Phàm, muốn bắt cá trong giỏ, không ngờ lại diễn biến tới bước này. Giết! Chúa tể luyện ngục một tầng địa ngục thần triều hét lớn, trên người phát ra một chuỗi ánh sáng xanh lam, mở ra một cái pháp khí không gian, xung quanh tràn ngập sát thủ, nhanh chóng biến mất trong sa mạc chuẩn bị giết đám người Diệp Phàm. Cùng lúc đó, một vị giới chủ nhân thế gian cũng hét lớn, một đạo hào quang vàng đất phát ra, một đám sát thủ xuất hiện. Lúc này, các thế lực lớn Nguyên Thủy Hồ, Đọa Vũ tộc cũng ra tay, pháp khí không gian lấp lóe, lập tức xuất hiện ngàn quân, cờ bay phấp phới bao phủ nơi này, sát khí sôi trào như sóng thần. Nguyên thiên cấm trận, giết cho ta! Diệp Phàm hét lớn. Khắp sa mạc sáng lên, bùng lên các thần văn lạc, đang vào một mảnh lưới trật tự, như lưỡi liềm của tử thần cắt lấy sinh mệnh. Nguyên khí thiêu đốt hóa thành từng trận pháp tắc, cấu trúc thành nguyên thiên đại trận, phong tỏa mảnh sa mạc này, diệt sạch sức sống. Không biết bao nhiêu người ngã xuống, từng chiếc đầu bay lên, máu phun tung tóe như đóa hoa nở rộ, từng sinh mệnh trôi đi, bị chùm tia sáng pháp tắc cắt đứt, hóa thành ánh sáng tan biến trong gió. Đây là một trận giết hại. Nguyên thiên cấm trận trong sa mạc đã bày sẵn không biết bao nhiêu ngày, yên lặng chờ giờ phút này, chỉ vì cắt lấy sinh mệnh sống. A! Từng trận hét thảm, nơi này gió tanh mưa máu, hóa thành luyện ngục nhân gian, khắp nơi là xác chết, cực kỳ thảm thiết. Cấm ma bình, phá cho ta! Hai vị vương giả Đọa Vũ tộc cùng thúc đẩy ma bình bát bảo, phát ra từng trận ánh sáng đen chiếu rọi sa mạc. Nếu là cấm ma bình do đại đế luyện hóa thì chúng ta nhận thua, nếu không phải, các ngươi ngủ yên đi. Diệp Phàm khẽ quát, vương tay phát động một loại trận văn khác, vô thủy sát trận sống lại chiếu rọi bầu trời. Sát khí mờ mịt quét khắp nơi, như trở lại những năm khai thiên lập địa, vạn vật mới sinh ra, các lực sát phạt bất hủ cuồn cuộn khắp trời đất. Biến cố đáng sợ, cấm ma bình bùng một tiếng vỡ tan. Hai vương giả phun máu, cả người đầy vết thương sắp vỡ vụn. Tuy rằng chỉ là một góc vô thủy sát trận, nhưng mà lực thảo phạt nghịch thiên, không ai có thể chống cự được, từng mảnh hét thảm, chớp mắt cả ngàn người thành vũng máu, bị sát khí xé vụn. Luyện ngục kiếm rời vỏ, chém phá bầu trời. Vương giả địa ngục thần triều rống to, thần kiếm nhỏ máu bay ra, đỏ tươi chém về phía đám người Diệp Phàm. Thân kiếm đỏ rực diễm lệ kéo theo một chuỗi máu tươi, phát ra tiếng u u, thiên địa muốn sụp đổ, sa mạc cũng sắp không tồn tại. Nhiều vương giả thấy thế liền cùng lên thúc đẩy, cùng tế ra thánh binh này, để nó hóa thành ánh sáng đỏ máu nhuộm khắp thiên địa, tràn ngập mùi máu tanh. Không được đầy đủ, không phải thánh binh truyền thừa chân chính, các ngươi coi thông thiên ma cái của đạo gia là giả hay sao? Đoạn Đức cười lạnh, mượn dùng phù văn chiếm được thần lực vô thượng, điên cuồng thúc đẩy ma cái đáng sợ. Thanh huyết kiếm bay tới gần liền rung lên, không dám đến gần, dưới uy áp cực đạo liền ánh sáng mờ nhạt, mất đi liên hệ với vương giả ở sau, khí cơ giao cảm bị cắt đứt. Ken.
Thông thiên ma cái phát ra uy thể cực đạo, phát ra một tia sáng đen, huyết kiếm luyện ngục nháy mắt kêu lên rơi xuống đất, không dám dãy dụa. Đoạn ca không cần quá sức, ta chuẩn bị ba tòa vô thủy sát trận, mặc kệ bọn họ chuẩn bị cỡ nào cũng vô dụng thôi. Diệp Phàm nói. Hắn nhấc tay chỉ ra, hai tòa sát trận khác sống dậy, từng đợt sát khí đáng sợ to như núi vươn lên trong thiên địa, cả sa mạc trồi lên. Xé nát mọi thứ. Mọi người muốn chạy cũng không được, sa mạc đã sớm bày sẵn đại trận tuyệt thế phong tỏa mọi hướng, không ai thoát đi được. Ở giữa, ba tòa vô thủy sát trận cùng sống lại, phù văn xa xưa lóe lên, hào quang cắt đứt ánh sáng bầu trời, sát khí ngang dọc, máu tươi phun trào, hóa thành một tràng tu la. A. À, chỉ còn tiếng hét thảm truyền ra, chống cự vô ích, ngay cả vương giả bị nhốt trong đó chỉ có chết, không cách nào chống được. Phốc. Lý Trường Thanh bị một đạo sát quang quét trúng, chém ngang thành hai đoạn, không ngừng thét to. Diệp Phàm vương tay chộp lấy hắn, quát hỏi, lệ quỷ ở đâu? Đi Thiên Đoạn Sơn Mạch chờ ngươi. Lý Trường Thanh hoảng sợ, lớn tiếng xin tha, nhưng mà mi tâm của hắn chợt lóe màu đen, cả người liền khô quắc, hóa thành xương khô, tiếp đó đầu liền nổ tung. Giết! Đoạn Đức hét lớn, thông thiên ma quán chấn động dập nát đạo ánh sáng đen, không để nó bỏ chạy. Thiên Đoạn Sơn Mạch cũng là cái bẫy của ngươi. Chủ nhân một tiểu thế giới địa ngục giãy giụa, cực kỳ không cam lòng hỏi. Đúng vậy, tất cả đều nằm trong tiết tấu của ta, chủ lực sát thủ thần triều các ngươi đi Thiên Đoạn Sơn Mạch. Tốt lắm, ta cũng biển nơi đó thành chiến trường chính. Diệp Phàm cười lạnh. A, à, không có gì bất ngờ, ba tòa vô thủy sát trận vừa xuất hiện, xé nát ngàn quân thành vũng máu, cả mảnh sa mạc bị nhuộm đỏ. Ta hy vọng tất cả kẻ thù đều xuất hiện ở Thiên Đoạn Sơn Mạch, đã đến bước cuối cùng rồi. Tiếng nói của Diệp Phàm quanh quẩn trong sa mạc. Các vàng sa mạc bị nhuộm thành màu đỏ thê lương, mùi gắt mũi, sương máu lượn lờ cùng tay chân cục, bùng máu vô tận tạo ra bức tranh tu la địa ngục. Đến khi bị người ta tìm được, sẽ rung động cỡ nào? Ngàn quân thành thi thể, toàn bộ bị giết sạch. Diệp Phàm nhặt thanh luyện ngục thần kiếm đỏ đậm nhỏ máu, Đoạn Mập Mạp thì nhét một cái tháp cổ rách nát vào người, hầu tử quan sát cả buổi một cây quạt rách. Ba kiện thánh binh không đầy đủ là chiến lợi phẩm của bọn họ, thần linh dựng dục bên trong đã sớm chết, bị thông thiên ma quán khuất phục cho bọn họ sử dụng, không ở lại lâu, bọn họ xoay người tiến vào vực môn biến mất. Kiến trúc to lớn ở phía sau vẫn còn được giữ lại, lão già phòng đấu giá vẫn ở yên một chỗ, không chút sợ hãi, lấy tay quét lên mặt một cái khôi phục nguyên dạng, chính là lão nhân Thiên Chi Thôn thường chơi cờ với Yến Nhất Tịch, phụ trách thu dọn tàn cuộc nơi này. Trung vực là khởi nguyên của văn minh Đông Hoang, có nhiều di tích thần bí, có không ít di tích cổ tiền sử không tra được ngọn nguồn. Ở trên mảnh đại hoang rộng lớn này, có rất nhiều thành lớn phân tán không nối liền nhau, nhưng bùng lên ánh lửa văn minh chói lọi, xưa nay không tắt. Thiên Đoạn Sơn Mạch ở vùng đất ít dấu chân người trung vực, ít có người đến nơi này, mấy chục mấy trăm dặm hoang vu. Mảnh núi non bao la hùng vĩ, khí thế hùng hồn, cao hơn vạn thước, nhìn từ xa xa là đông nghịt không có tận cùng. Mấy người Diệp Phàm từ Nam Vực vượt qua hư không đến đây, tiến vào trong núi non bao la, chú ý động tĩnh khắp nơi. Mỗi một ngọn núi đều cực lớn, cao chọc vào mây, kỳ lạ nhất là đỉnh núi đều bị san phẳng như những bình đài khổng lồ, cắm giữa đám mây. Đó là Thiên Đoạn Sơn Mạch tiếng tăm lừng lẫy. Tương truyền vì quá cao to nên bị trời chém đứt, tất cả ngọn núi đều cao ngang nhau, rất chỉnh tề, toàn thân núi đều màu đen, dưới mây mù phụ trợ trở nên hùng vĩ vô biên. Trước Thái Cổ, mảnh sơn mạch này chọc vào tầng mây, bên trên có cung điện to lớn, ngay cả các tộc Thái Cổ cũng không dám can thiệp. Hầu tử nói, các đại vương tộc không dám tùy tiện tiến vào, nơi này trở thành vùng cấm, chỉ có Hoàng Thái Cổ đã từng thăm viếng, tương truyền bên trên có thánh linh bất hủ. Khó trách có rất nhiều truyền thuyết. Tu sĩ hùng mạnh cho rằng nơi này bị đại đế cổ tiêu diệt. Diệp Phàm nói, chỉ có tồn tại vô thượng mới có thủ đoạn như thế, một kiếm chém phẳng mấy trăm vạn dặm núi non bao la, tạo thành kỳ cảnh hôm nay, khiến người ta hướng tới vô hạn. Sức người nếu một chiêu làm được như thế, hái trăng gỡ sao có gì khó, làm cho người ta suy nghĩ miên man, cái gọi là tiên cuối cùng sẽ thế nào. Nói đúng ra là bị độc nhân đại đế sang bằng, đương nhiên không thể kiểm chứng. Dù sao thanh danh vị đại đế này không tốt lắm, dù công tích lớn tới đâu cũng khó mà truyền lưu được. Đoạn Đức nói, hắn nắm giữ thôn thiên mạ quán, tự nhiên biết độc nhân nhiều hơn người khác, tương truyền nơi đây là thần thổ thánh linh, thời kỳ đó tạo thành uy hiếp rất lớn đến nhân tộc, lúc tuổi già độc nhân giận dữ tắm máu nơi này, máu thánh linh nhuộm đỏ mấy trăm vạn dặm núi non, thiên cung cổ điện trên cao bị một chiêu nghiền nát. Nếu là thật, vị đại đế nhân tộc các ngươi thật làm người ta kính sợ dựng tóc gáy. Những năm trước Thái Cổ, nơi này không kém gì bảy đại cấm địa sinh mệnh. Hầu tử thở dài, kính sợ thật lòng. Các bậc đại đế tiền bối làm cho người ta kính ngưỡng vô hạn, nếu nói thần bí thì độc nhân đứng đầu, hôm nay không rõ là nam hay nữ,
công tích cả đời cũng không truyền lại. Diệp Phàm nói. Không lâu sau, bọn họ đi tới trung tâm Thiên Đoạn Sơn Mạch, tuy rằng cùng độ cao, nhưng núi non nơi này càng nguy nga hơn, vốn là một nơi gần với thần, nhưng bị phá hủy trong những năm hoang cổ. Ngẫu nhiên còn có người đào ra một ít gạch vụn thần bí ở chân núi, lóe ra ánh sáng bất hủ, nhưng đã sớm không thể suy đoán chuyện những năm cổ xưa. Gió quét phần phật, bọn họ bay lên ngọn núi như thiên thai, đáp xuống đó, thần phong đại đạo vô tận quét qua, tu sĩ không đủ thực lực sẽ bị hóa thành tro bụi, không phải cao thủ không thể lên. Không ít người đến đây, phía trước đã quát mắng mấy ngày liền, đã xảy ra đại chiến. Đoạn Đức nhìn chằm chằm phía trước. Khu vực này quá lớn, rất nhiều chỗ đều có bóng người, có người truy tìm tiên dược, có người chờ đợi Diệp Phàm đến để phục kích. Vừa rồi có người gặp được tiểu cô nương kia, hương thơm ngập trời, tuyệt đối là bất tử tiên dược, không thể giả được, bởi vì có người mời Lâm đại sư tới, ngài ấy là luyện dược tông sư. Có người xôn xao, điên cuồng chạy tới một chỗ, hôm nay có 70% tu sĩ xông vào Thiên Đoạn Sơn Mạch tụ tập bên đó. Nhưng mà nhiều người xâm nhập bậy bạ không có thu hoạch gì, nơi đó là một chỗ cổ quái, xưa nay đã thế, tiến vào khó nhận biết phương hướng, rất dễ bị lạc. Thật là tiên dược, Vương Thần Y cũng tới, y thuật của ngài ấy đứng đầu Đông Hoang, đã xác định là mùi hương bất tử thần dược. Tin tức này vừa ra, lập tức một trận náo loạn, mọi người càng kích động. Phàm là người tới đây đều có đủ tâm tư, nhiều người muốn đục nước béo cỏ, lẫn trong đám người muốn giết Diệp Phàm. Tuy rằng nói luyến tiếc đứa nhỏ không thành người, nhưng lấy ra hạt giống thần dược kỳ lân khoe khoang, coi chừng bị người ta cướp đi thật. Đoạn Đức nói, mấy người Diệp Phàm tới gần khu vực trung tâm, nơi này rộng lớn vô biên, có đại đạo kỳ lạ, thần phong gào thét thổi tu sĩ không thể đứng vững, hở chút là hóa thành tro. Từng ngọn núi cục bị san bằng đỉnh, những ngọn núi bị san bằng gần như dính với nhau, tiếng trẻ con khóc truyền ra, mùi hương say lòng người. Ở trong khu vực rộng lớn này, tiếng khóc non nớt rất nhỏ, bị gió lớn thổi tan mất, chỉ có một số ít tu sĩ có tu vi cao thâm mới bắt giữ được. Tay nghề trận văn của con chó kia ngày càng cao, mê trận này như có sinh mệnh, xuất thần nhập hóa đã sắp theo kịp thủ đoạn của thánh nhân rồi. Hầu tử khen ngợi. Chúng địch nam vực toàn diệt, người trong Thiên Đoạn Sơn Mạch căn bản không thể biết được, không chút chú ý nguy hiểm đang tới gần. Chỉ mới nửa khắc, mấy người Diệp Phàm đã gặp không ít sát thủ, được tin phía Tề La là có người mang theo thánh binh truyền thừa đến đây. Lần này làm thật, muốn một chiêu phải giết được ta, có lẽ ta vừa xuất hiện là sẽ bùng nổ đại chiến khủng bố. Diệp Phàm lẩm bẩm. Nửa canh giờ sau, bọn họ xác định, nhân thế gian có chủ nhân ba tiểu thế giới đến đây, dẫn đầu vô số cao thủ, địa ngục có chủ nhân bốn tầng đích thân đến, bọn họ dốc hết người trong các tiểu thế giới, cao thủ ngập trời. Thần tử nhân thế gian, thần nữ địa ngục cũng xuất hiện, thánh binh truyền thừa do người hộ đạo của bọn họ hợp lực thúc đẩy, lúc nào cũng có thể phát ra một chiêu sấm sét. Đoạn Đức hít một hơi lạnh, nói, đó là thánh binh truyền thừa đấy, loại này sống lại sẽ có uy lực khủng bố, mạnh gấp trăm lần luyện ngục huyết kiếm không đầy đủ kia. Hắn có chút lo lắng, thật sự sợ thánh binh truyền thừa đục thủng trận văn, mở ra một đường máu dẫn người phá vây chạy mất, vậy thì phiền phức to, nói không chừng bọn họ sẽ bị vây giết ngược lại. Thông thiên ma quán của hắn chân chính sống lại tự nhiên dễ dàng dập nát thánh binh truyền thừa, nhưng mà không được đầy đủ, không tới cảnh giới thánh nhân thì khó mà điều động linh hoạt, sợ nhất là đối phương bỏ chạy. Không sao, thần nữ lô, thiên đình quyền trượng đều tới, lúc mấu chốt thậm chí đặt cả thôn thiên ma cái của ngươi vào trong trận, sức người không điều động nổi mấy thánh vật này, nhưng vô thủy sát trận thì có thể, tuyệt đối có thể làm chúng sống lại. Diệp Phàm nói, rốt cuộc ngươi bảo con chó kia khắc mấy tòa sát trận đại đế. Đoạn Đức nói, vốn là 6 tòa, ta sợ xảy ra sự cố, chà đạp làm nó mệt đến hộc máu, tổng cộng khắc ra 12 tòa. Diệp Phàm nói, trong lòng Đoạn Đức cùng hầu tử chấn động, 12 tòa sát trận, mỗi một tòa đều là một góc trận văn đại đế, nhiều như thế hợp vào một chỗ thì là thánh nhân đến đây cũng giết bỏ, đúng là bạo tay mà. Đương nhiên, các loại thần trận này yêu cầu tài liệu cực cao, bằng không cũng không tồn tại được mấy ngày, các đạo ngân sẽ tự biến mất sạch vào hư không. Không lâu trước, Diệp Phàm thu mua đấu giá khắp nơi, chiếm được vô số linh vật, cũng có tài liệu thần, đủ để tiêu xài, làm cho đại hắc cẩu mừng rỡ sủa bậy cả đêm. Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn xuất hiện, bàn bác truyền đến tin tức này làm cho trong lòng Diệp Phàm chấn động, siết chặt tay. Nhưng đáng tiếc hai người này chợt lóe là mất, rất cẩn thận mất đi bóng dáng, bằng không có cơ hội tiêu diệt. Người của Thiên Hoàng tử đến rồi. Hầu tử nói, nhìn thẳng hai bóng người phía trước, tuyệt đối là cao thủ, chỉ thiếu một bước là thành thánh. Lệ quỷ, ta cảm ứng được lực lượng của lệ quỷ, chân thân của hắn đến đây. Đoạn Đức nói, hàng năm hắn đi lại trong cổ mộ, mẫn cảm nhất với loại khí tức thi quỷ này. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thấy được hai người, toàn thân lóe ánh bạc, đầu cũng bị nón bạc che khuất,
tiến vào trung tâm thiên đoạn sơn mạch, lóe lên là biến mất. Là bọn họ, Lưu Vân Chí cùng Vương Diễm đã đến. Nơi có Diệp Phàm xuất hiện, tất nhiên chính là trung tâm chiến trường, mọi người đều tới vì hắn, bởi vì hắn sắp sửa vượt qua tinh vực đi mất, chúng địch đều nghĩ rằng có người bố trí chặn giết hắn, chia nhau đến tập kích. Ai dám động tới bé con? Một tiếng trống to vang vọng thiên đoạn sơn mạch, Diệp Phàm xuất hiện ở trung tâm núi non, tiến vào thần thổ thánh linh ngày xưa. Thánh thể nhân tộc Diệp Phàm đã tới. Thiên đoạn sơn mạch đại loạn, rất nhiều tu sĩ xuất hiện tiến vào trong khu địa vực rộng lớn này, sát khí bỗng tăng mạnh gấp mấy lần. Mùi dược hương lưu chuyển, trung tâm thần thổ thánh linh đầy hơi người, các đám mây lưu chuyển, Diệp Phàm đứng giữa dẫn rất đông tu sĩ đến. Lập tức có người ra tay, một mảnh ánh sáng chói mắt, không ai ngờ vừa lên là có mấy trăm con thần ngạc đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Hơn nữa, ở phía sau còn có hư ảnh thần ngạc màu vàng dài vạn trượng, hóa thành thân thể hữu hình đánh tới, uy thế không gì sánh bằng. Thần linh vực ngoại sống nhờ trong cơ thể Lý Tiểu Mạn là hóa thân ngạc tổ. Bàn Bác lẩm bẩm, nhớ lại cảnh tượng 12 năm trước, một con cá sấu vàng cả vạn trượng đuổi theo Diệp Phàm ngoài cấm địa thái cổ. Cùng lúc, có thánh binh truyền thừa sống lại, truyền ra uy áp đáng sợ bổ ra ánh sáng thần tính chém về phía Diệp Phàm. Thông thiên ma quán trên đỉnh đầu Đoạn Đức chợt lóe, hiện ra bảo hộ hắn cùng hầu tử và Diệp Phàm, chặn lại hai chiêu tất sát. Người nên tới đã tới, đến lúc kích hoạt vô thủy sát trận, chém hết tất cả người ở đây. Diệp Phàm truyền âm cho Hắc Hoàng, lạnh lẽo vô tình. Con cá sấu to lớn dài tới vạn trượng, giống như một dãy núi cảm ứng được uy áp cực đạo, đánh một đòn thần long bãi vĩ tới. Thông thiên ma cái lóe lên ánh sáng đen, phun ra một luồng đế uy, đón lấy cá sấu khổng lồ, đồng thời tràn ra khí sát phạt, đập tan ánh sáng thần thánh của thánh binh truyền thừa, biến nó thành những điểm sáng. Thánh thể nhân tộc ở đây, giết chết hắn đi. Một vị lão sát thủ thét lên, phất tay một cái. Lập tức nơi nơi đều là người mặc hắc y, bắt đầu tiến hành ầm sát. Một luồng sáng đen lóe lên, giống như một mũi mâu màu đen bay tới, rung động bong bong, xuyên thấu hư không, quay xung quanh Diệp Phàm, thỉnh thoảng đánh tới. Trước mặt đế binh mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Thần sắc Đoạn Đức lạnh lùng, vừa rồi thúc giục một cái liền khiến rất nhiều hung linh sợ run, rơi rụng xuống, khiến cả ngọn núi cục rung chuyển không ngừng. Dùng thông thiên ma cái phòng ngự là được, không cần hao tâm tổn sức, không cần sợ lệ quỷ chạy mất. Những thứ này giao cho ta đối phó đi. Hầu tử nói, đạo côn đảo qua. Thi thể hài cốt phía trước văng tung tóe. Sát thủ tới gần đều bị đánh chết hết. Rào. Con cá sấu khổng lồ màu vàng trên bầu trời kia ổn định thân hình, há mồm phun một cái, chấn động như sấm sét. Toàn bộ dãy núi đều lay động, cả một ngọn núi lớn tới vạn trượng trực tiếp nổ tung. Trên bầu trời dày đặc những con cá sấu nhỏ bay tới, hóa thành một luồng kiếm quang màu đen, xuyên thấu hư không, ngay cả rất nhiều sát thủ cũng bị đâm thủng mà chết. Hắn thi triển bí pháp sao? Đoạn Đức kinh hãi. Đây là thần linh vực ngoại, tất có thủ đoạn kinh thế, khiến hắn không thể không đề phòng. Mi tâm Diệp Phàm bừng sáng. Một thanh huyết kiếm chỉ dài một tấc hiện ra, giống như huyết mã não, sáng như mây đỏ, trong suốt tươi mát. Đây là chiến lợi phẩm của hắn tại sa mạc Nam Vực, luyện ngục thần kiếm. Vút. Từng luồng huyết quang bay ra, hóa thành những luồng kiếm quang chìm sâu vào trong đàn cá sấu, chém ngang bổ dọc, đánh cho đám thần ngạc dữ tợn thành từng khối thịt dài nửa tốc, máu tươi đỏ lòng chảy xuống. Thánh thể nhân tộc, ngươi chui đầu vào rọ rồi còn muốn sống trời đi sao? Mười phương đều truyền tới tiếng la hét. Vô số cao thủ vọt tới. Phục. Cả vạn cá sấu con bị chém thành thịt nát, hóa thành ánh sáng hừng hực, bao phủ lấy Diệp Phàm. Âm thanh hiến tế cổ xưa vang lên. Một tòa cổ miếu màu vàng hiện ra, thần quang vạn trượng, chìm nổi trong máu huyết, tỏa ra khí thế uy nghiêm vô thượng, hóa thành thần năng vô lượng trấn áp xuống. Đây là huyết tế trấn áp. Đoạn Đức biến sắc. Diệp Phàm tế ra một đài trận, phía trên khắc dày đặc phù văn, có rất nhiều chỗ lõm, đặt vào rất nhiều thần nguyên. Đây là một tòa nguyên trận mà hắn phải khắc trong rất nhiều ngày mới thành, với năng lực của Diệp Phàm cũng phải khó khăn lắm mới hoàn thành nổi. Hắn đứng lên trên đó, quát khẽ một tiếng. Úng. Ngay sau đó, tất cả cổ phù trên đài trận sáng ngời lên, dung hợp vào một chỗ, cùng thúc giục chân ngôn của hắn, phóng đại ra vô số lần, vang lên giống như tiếng chuông khổng lồ. Chân ngôn của Phật giáo vừa truyền ra, tòa cổ miếu kia lập tức tan nát. Kim quang bên trong liền lộ ra hình dạng. Một thần linh vực ngoại hiển hóa ra. Vút. Đột nhiên một luồng thần quang bổ tới. Hắc Hoàng có dự cảm không tốt, phát động sát trận của Vô Thủy Đại Đế, bắn ra một luồng sát quang, đánh cho kim thân mơ hồ kia lập tức thành hai nửa. Trên vòng trời, thân thể con cá sấu khổng lồ màu vàng kia chấn động, hai mắt lóe lên hai luồng sáng u ầm, không lập tức phát động thế công mà cảm ứng dao động bốn phương. Thánh thể nhân tộc ngươi rốt cục xuất hiện rồi.
ta đợi ngươi đã rất lâu. Đền mạng cho binh sĩ tộc ta đi. Một tiếng trống như sấm rền truyền đến. Trên bầu trời xuất hiện một đại yêu ma cái thế. Một thân ảnh màu đen cường tráng, dường như có thể đỡ cả vòng trời. Trên đầu có sừng, lưng đầu lông đen, giống như một tòa ma sơn đứng đó. Đây là một con ngư vương khổng lồ, có chiến lực vương giả, trừng đôi mắt lớn như chuông đồng, toàn thân bị ánh sáng đen bao phủ, cao tới mấy trăm trượng, đánh thẳng một quyền tới. Đây là vương giả của đại lực ngư ma, không khác gì ngư ma vương trong truyền thuyết. Hầu tử hét lớn một tiếng, thiết côn đen nhánh trong tay quét tới. Trên bầu trời lập tức truyền ra tiếng va chạm như sấm rền, đinh tai nhức óc. Đừng giết con ma ngư này. Ta rốt cục đã nhìn thấy vật cưỡi vừa ý rồi. Đây là chiến sủng của bổn hoàng về sau đó. Hắc hoàng âm thầm kêu lên. Nó bắt đầu khống chế pháp trận. Một sợi trật tự thần liên lóe lên, tràn về phía bầu trời, cuốn lấy con ma ngư cường tráng hơn cả mang sơn màu đen kia. Ò ò. Ma ngư rống vang mười phương. Hắn phát động sóng âm đáng sợ. Cùng lúc đó, rất nhiều kẻ địch xuất hiện, cùng đánh tới, bao gồm cả một số chủng tộc thái cổ cường đại. Huyết điện giáng xuống. Cường giả huyết điện vương tộc xuất hiện. Mười mấy người cùng thi triển cấm pháp, thúc giục một toàn sát trận trấn áp xuống. Ầm. Cũng không biết có bao nhiêu tia chớp màu máu xuất hiện, mỗi tia đều do pháp tắc hóa thành, tạo nên một vùng thiên la địa võng, đang vào một nơi, đỏ tươi đẹp mắt, khiến người ta không thể mở mắt nhìn. Không chỉ có Diệp Phàm chuẩn bị sát trận, cũng có người tới đối phó với hắn như vậy. Sát trận pháp tắc của huyết điện này vừa xuất hiện liền có thể giết chết vài vương giả. Nhưng nói lại không có hiệu quả đối với thôn thiên ma cái. Nửa kiện đế binh này mặc dù không đầy đủ nhưng cũng chẳng thể bị đánh thủng. Từng luồng sáng đen tỏa ra, nặng nề di động, khiến toàn bộ huyết điện hóa thành sương mù. Người của huyết điện tộc cảm thấy thật thất bại, giống như kiến càng lay cây, căn bản chẳng có cách nào đối kháng với nửa kiện đế binh này. Sát trận cũng không có chút tác dụng nào. Giết! Tiếng hô chém giết rung trời trong thiên đoạn sơn mạch. Sát thủ vô tận xuất hiện. Lần này bọn họ là chủ lực. Bốn vị ngục chủ của địa ngục cũng ở đây. Ba vị giới chủ của nhân thế gian cũng tới, thống soái nhân mã vô tận xuất hiện. Giết! Hầu tử đánh văn vương giả của đại lực mang ngưu tộc, vung thiết côn bắt đầu đại khai sát giới. Những nơi hắn đi qua không ai chống nổi, chân gãy tay nát văng tung tóe khắp nơi. Cùng lúc đó Diệp Phàm cũng bắt đầu chém giết. Ánh sáng ở mi tâm lóe lên. Thần kiếm luyện ngục dài một tấc kia giống như huyết san hô, bắn ra từng đạo sát khí có tính hủy diệt. Huyết kiếm tuy rằng không trọn vẹn nhưng nó dù sao cũng là thánh binh. Lúc này Diệp Phàm đứng trên cấm trận nguyên thiên do tự thân khắc thành, không lo chuyện thần lực khô cạn, điên cuồng chém giết. Hắn giống như hóa thành một vị thần, thần quang liên tục bắn ra từ mi tâm, xuyên thủng núi non, thiên địa cũng phải sụp đổ. Huyết quang lóe lên từ mi tâm, một vùng cường địch bị hủy diệt, tan thành tro bụi. Loại đài trận này thật đúng là đáng sợ. Về sau cũng khắc cho ta mấy chục cái, không cần lo hết thần lực nữa rồi. Trong lòng Đoạn Đức vô cùng chấn động. Diệp Phàm thở dài. Nói thì dễ thế. Loại trận văn này tồn tại không được mấy ngày thì hoa văn sẽ biến mất. Có lẽ là do nó quá nghịch thiên. Mà mỗi lần khắc lại phải tốn hết tâm lực của hắn, mất rất nhiều thời gian, lại chưa chắc đã thành công. Ô ô. Huyết quang từ mi tâm Diệp Phàm tỏa ra tiếng gió thê lương, hóa thành từng luồng máu dài tới hơn ngàn trượng, giết sạch hàng trăm người. Từng bông hoa máu nở rộ, từng sinh mạng bị xóa sổ, hóa thành khúc nhạc vào lúc hoàng hôn của địa ngục. Đại chiến xảy ra, mạng người còn nhỏ nhoi hơn cả cỏ cây. Ầm. Đột nhiên bầu trời có một tấm bia đá giáng xuống, trên đó khắc tám chữ cổ, tỏa ra ánh sáng đầy ma tính, rung động ù ù, trấn áp về phía Diệp Phàm. Người của Thiên Hoàng Tử đã ra tay. Một tồn tại cường đại chỉ kém một bước là thành thánh thúc giục bia đá này muốn giết Diệp Phàm. Đây là bát bộ ma bi. Hầu tử cả kinh kêu lên nhắc nhở. Tương truyền thần linh mà vạn tộc thái cổ cùng thờ phụng, bất tử thiên hoàng tưởng chinh chiến chư thiên, dưới trướng có bát bộ chúng chết trận, gần như bị diệt tộc. Hắn liền dùng xương khô tự tay chế luyện bát bộ ma bi, để cho thần hồn bọn họ được ngủ yên, lại bởi thế mà sáng chế ra một bộ cấm pháp. Lúc này trước mắt bọn họ tất nhiên không thể làm tấm bia đá do tự tay bất tử thiên hoàng luyện thành nhưng lại kế thừa cấm pháp của hắn. Thuật pháp của thiên hoàng lại được hai đại tổ vương luyện chế, cuối cùng mới thành được tấm bia này, trở thành cấm khí. Trên tấm bia có tám phù văn lóng lánh, mỗi chữ đại biểu cho một loại trật tự đại đạo, ù ù giáng xuống khiến toàn bộ thiên đoạn sơn mạch đều lay động. Luyện ngục thần kiếm ở mi tâm của Diệp Phàm bắn ra từng luồng huyết quang, đánh toàn bộ lên bát bộ ma bi. Dù sao thì nó cũng là thánh binh, có thể chống đỡ hoàn toàn ánh sáng của cổ phù này. Lệ quỷ tới rồi. Đột nhiên lông tóc toàn thân Đoạn Đức dựng đứng lên, nhắc nhở Diệp Phàm. Ô ô.
âm phong gào thét giận dữ, mưa máu trút xuống tầm tã. Khắp thiên địa đều nổi lên gió lốc màu vàng. Ở trong mưa máu, một ma anh màu đen hiện ra phía xa xa, đứng đó còn có vẻ cao hơn cả dãy núi, lạnh lùng nhìn xuống. Thần chi niệm của thánh thể đại thành. Diệp Phàm tự nhủ. Hắn không phải đã bị chém chính thành tu vi, cắt đứt đạo căn rồi sao? Sao vẫn khiến người ta có cảm giác tim đập chân run thế này? Diệp Phàm lẩm bẩm. Cả đời này hắn ít khi thấy lệ quỷ như vậy. Đừng cho nghĩ hắn là lệ quỷ. Đây là thần chi niệm, khó đối phó nhất đó. Hầu tử nhắc nhở. Hai người người thần bí mặc chiến y màu bạc xuất hiện, đứng ở phía trước ma ảnh màu đen, trong đó có một người quát lớn. Diệp Phàm, ngươi có biết ta là ai không? Lưu Vân Chí, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không tiến bộ, bản tính khó đổi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Phía trước ma ảnh khổng lồ màu đen, Lưu Vân Chí phát ra tiếng gầm giận dữ, bỏ mũ giáp, gầm lên giận dữ, vô cùng oán độc, căm phẫn mười phần nói, hai mươi mấy năm, không lúc nào ta không muốn đối mặt với ngươi. Ta muốn ngươi phải quỳ xuống dưới chân ta. Khiến ngươi phải thất vọng rồi. Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đó đâu. Lần này ta sẽ không cho ngươi hy vọng sống sót nữa. Qua ngày hôm nay, toàn bộ kẻ địch ở đây đều phải đền tội. Diệp Phàm lạnh lùng nói. A. Vương Diễm hét lên chói tai, ném mũ giáp xuống nói, Diệp Phàm, ngươi chờ bị băm thây vạn đoạn đi. Ông trời tới đây cũng không thể cứu ngươi được nữa. Còn cần tới trời sao? Diệp Phàm thét dài, giống như sấm sét đánh tan không gian nói, một mình ta diệt toàn bộ các ngươi. Hắn nhìn quét qua tất cả mọi người nơi này. Thánh thể ngươi sắp hết đời rồi còn dám khoác loát như vậy. Ba vị giới chủ của nhân thế gian hiện thân, phía sau có sát thủ vô tận xuất hiện. Tất cả đều kết thúc rồi. Bốn vị ngục chủ của địa ngục xuất hiện. Bốn tầng địa ngục đồng thời hiện ra, sát khí ngập trời. Sát thủ đã dốc toàn bộ lực lượng tới đây. Mà ở một hướng còn lại là thần tử của nhân thế gian và thần nữ của địa ngục cũng người bảo vệ của bọn họ, lúc này đang thúc giục một thanh thánh binh truyền thừa, cốt tháp tích huyết. Nó dùng xương của thánh nhân hóa đạo chế thành, trắng tinh trong suốt, tỏa ra từng luồng huyết quang, quấn quanh đó khiến sát khí trở nên dày đặc. Tổng cộng tháp có 5 tầng. Nó thuộc về địa ngục, là thánh cốt tinh hoa của 5 vị sát thánh hóa đạo để lại. Bảo tháp 5 tầng lúc này được hai giáo cùng thúc giục, tỏa ra uy áp mênh mông, quét ngang thiên đoạn sơn mạch, không ai có thể kháng cự. Bảo bối này nhất định phải lưu lại, sung vào kho của thiên đình chúng ta. Tề La âm thầm truyền âm vô cùng kích động. Được rồi, tất cả đều hạ màn đi. Người cần đến cũng đến cả rồi. Diệp Phàm bình tĩnh nói, sau đó hét lớn. Chính toàn sát trận của vô thủy thức tỉnh toàn bộ, phong tỏa nơi này. Sát khí mênh mông như biển bùng nổ. Một luồng sát khí lớn như núi bốc lên tận trời. Bốn phương tám hướng đều bị phong tỏa. Lực lượng sát phạt cuồn cuộn như hỗn độn, vượt qua muôn đời, đánh thẳng tới thời khai thiên lập địa. Tất cả đại địch đều cả kinh kêu lên. Khí tức của đại đế cổ tràn ngập ra. Đây là sát trận của đại đế nhân tộc, khiến mọi người đều khiếp sợ. Mọi người ở nơi này đều có dự cảm không tốt, kinh hồn lạc phách, cảm thấy tai ương ngập trời sắp sửa giáng xuống. Lúc này đã không còn đường lui nữa, bị đại trận bao phủ Bát Hoang Lục Hợp rồi. Sát khí trắng xóa mênh mông, từng cây trụ khí xuyên thấu cả thiên địa, hóa thành một sát hải hỗn độn. Không ai có thể xuyên qua, khó có thể phá vây. Đừng lo. Từ xưa tới nay trừ đại đế nhân tộc ra thì không ai có thể bày đế văn không sức mẻ. Đây chỉ là một góc mà thôi, khó có thể giết chết chúng ta. Một tu sĩ cao tuổi hét lớn, khiến tâm tình mọi người ổn định lại. Từ xưa tới nay chưa ai bố trí được sát trận trọn vẹn của đại đế sao? Không có ai. Chỉ cần là sát trận không trọn vẹn cũng đã chẳng có cơ hội đi ra rồi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe sáng, vung tay một cái. Một luồng sát khí từ trong trận pháp của vô thủy bay ra, xoẹt một tiếng liền đánh tan xác lão già kia. Nhiều người như vậy cùng vận chuyển thánh binh truyền thừa thì trận văn có lợi hại mấy cũng sẽ bị chém thành bột mịn. Chúng ta tập trung lại, giết thánh thể thì nơi này tất nhiên sẽ được giải phong. Có người khác hét lớn. Đại đế sau khi chết, trên đời không còn khả năng xuất hiện sát trận không sức mẻ của đại đế. Nghĩ thông suốt điều này, tất cả mọi người đều không còn e ngại nữa. Ta giết. Người hộ đạo của thần nữ của địa ngục và thần tử nhân thế gian cùng nhau thúc giục cốt tháp 5 tầng, muốn giết sạch đám người Diệp Phàm. Ngọn tháp này trắng nõn mượt mà, xương cốt quý báu nhất. Thánh nhân sau khi hóa đạo, toàn bộ xương cốt đều hóa thành tro, chỉ còn để lại thanh thánh cốt đại đạo cứng rắn nhất. Cái tháp này hợp từ đạo cốt tinh hoa của 5 vị sát thánh, trải qua muôn vàng thử thách, được thánh nhân viễn cổ tế luyện qua 5 tháng vô tận, cuối cùng mới thành hình, hóa thành địa ngục trấn hồn tháp, là thần trân thế gian hiếm có. Nó tỏa ra sát khí như từ cửu u,
bao phủ toàn bộ 5 tầng, chống lại sát trận của Vô Thủy, hóa thành một thần linh bất hủ đánh xuống, lực sát thương lớn vô cùng, vượt quá sức tưởng tượng, bao phủ toàn bộ đám người Diệp Phàm. Ầm. Đột nhiên một cây quyền trượng màu vàng vọt lên cao, đại biểu cho ý chí của thiên địa. Sát khí cuồn cuộn như sóng thần sôi trào, khiến cả chư thiên đều run sợ. Đó là rất nhiều người nơi này hết hồn hết vía. Thần trượng này có một loại sát khí khủng bố tới cực đoan, khiến rất nhiều sát thủ đều nơm nớp lo sợ. Đây là quyền trượng của thiên đình, lần đầu tiên phát ra thánh uy vô thượng. Dưới sự thúc giục của sát trận Vô Thủy, nó đã hoàn toàn tỉnh giấc. Ngày thường không ai có thể thúc giục nó, bởi vì cấp bậc của nó rất cao, không giống với binh khí khác. Nếu không có thực lực tương ứng thì khó có thể khiến nó có chút sinh cơ nào. Ngày nay lại không giống như vậy. Sát trận của Vô Thủy kinh thiên hạ. Bị kích thích và vận chuyển bởi sát khí này, cây quyền trượng này tỏa sáng rực rỡ, hiện ra tại thế gian giống như sắp khiến thay chất đầy núi, máu chảy thành sông, làm tất cả linh hồn của các sinh linh đều lạnh lẽo. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lại có thể thấy thần khí của thiên đình tỏa sáng kỳ dị, xuất thế ngang trời rồi. Tề La kích động tới run rẩy. Đây là quyền trượng viễn cổ vô thượng của thiên đình sao? Người của hai đại sát thủ thần triều kêu lên sợ hãi, nghĩ tới những năm tháng đáng sợ kia. Không, đây là quyền trượng của thiên đình ngày này, trừng phạt các ngươi đó. Diệp Phàm rống to, thúc giục Vô Thủy sát trận, khống chế quyền trượng màu vàng trấn áp cổ tháp. Ở thời đại xa xôi kia, thiên đình trấn áp cả hai sát thủ thần triều, là điện phủ sát thủ đệ nhất thiên hạ chân chính, khiến nhân thế gian và địa ngục không thể không bái phục, bị chèn ép trong không biết bao nhiêu vạn năm. Ngươi có được nó từ đâu? Người của hai đại sát thủ thần triều run rẩy nói. Năm đó thiên đình bị hủy diệt có rất nhiều quan hệ với bọn họ. Nó bay tới tay ta. Diệp Phàm thúc giục quyền trượng vô thượng quét ngang tới. Vô số sát thủ trở thành huyết vụ ngay lập tức. Cổ tháp cũng không thể ngăn cản, ù ù rung động, cảm thấy run rẩy. Hắn đã lập giáo lại chỉ có một mình. Thiên đình chỉ có một người sao? Rất nhiều người nhớ tới chuyện này liền giật mình một cái. Không, ta đã lập giáo, là chúa tể thiên đình. Diệp Phàm hét lớn, sau đó lại nói, cũng không đúng, phải nói là thần đình hiện nay, không phải là sát thủ thần triều mà là thiên đình chân chính. Quyền trượng của thiên đình sau khi sống lại có lực sát thương chấn nhiếp 9 tầng trời 10 tầng đất, sát khí mờ mịt mênh mông cuồn cuộn, giống như sông biển mãnh liệt tràn tới, nơi nơi đi qua cường địch đều trở thành bùn máu. Khí tức hỗn độn tràn ra. Vút. Nó đánh thẳng vào trấn hồn tháp của địa ngục, khiến đạo cốt màu trắng kêu ù ù như sấm. Một tầng huyết quang tràn ra. Pháp tắc tinh hoa nhất của năm sát thánh hiện ra, hóa thành năm luồng sáng thần trật tự, chém về phía trước. Thật sự là bảo bối tốt, có thể xưng là thứ được sát thánh yêu thích, nhất định phải đoạt lấy. Giọng nói của Tề La run rẩy, trịnh trọng nhắc nhở Diệp Phàm. Quyền trượng của thiên đình dưới sự thúc giục của Vô Thủy sát trận trở nên dũng mãnh không thể đỡ, như có sinh mệnh, tỏa ra tinh hoa của thiên địa, khí hỗn độn không ngừng bốc lên, vài lần đánh trấn hồn tháp của địa ngục rơi xuống, trời sụp đất lở, nhưng sắp sửa bị phá hủy tới nơi rồi. Không được rồi. Cây quyền trượng này có sát khí đệ nhất và thần văn đại đạo trời sinh của thiên đình, là tự nhiên mà thành, sau đó lại được chuẩn đế dùng tâm huyết nuôi dưỡng, lại từng được sát thánh các đời tế luyện, quá mức cường đại rồi. Người của sát thủ thần triều không thể ngăn cản. Ầm. Quyền trượng của thiên đình nhoáng lên một cái, vẽ ra kim quang vạn thế, quét ngang tới, đánh văng địa ngục trấn hồn tháp, khiến nó mất liên hệ với những người kia. Chư vị đạo hữu không ra tay thì còn đợi tới khi nào? Hợp lực giết hắn, lao ra khỏi nơi này, bằng không thì không còn đường sống đâu. Một vị giới chủ của nhân thế gian rống to. Giết. Trong phút chốc, tiếng hô giết vang vọng rung trời. Các loại binh khí đạo tắc đều xuất hiện, đồng loạt đối phó với Vô Thủy sát trận, nhưng giống như là lao đầu vào chịu chết vậy. Cả một vùng tu sĩ hóa thành hài cốt thi thể, trở thành những tia máu. A. À. Dưới chính tòa sát trận, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Ầm. Bát bộ ma bi giáng xuống, tám chữ lớn trên mặt lóe sáng, tỏa ra thần năng kinh người. Đây là cấm khí do hai vị tổ vương tự tay tế luyện thành, có uy lực lớn tới mức thần kỳ. Hư không chấn động. Sát khí của Vô Thủy cũng không thể đánh nát nó. Trên mặt tấm bia này có khắc tám cổ phù của Bất Tử Thiên Hoàng, là để kỷ niệm những người chết trận trong bát bộ, có một loại đạo lực không hiểu nổi, có thể dẫn động thiên địa tự nhiên. Ô ô. Tiếng âm phong gào thét giận dữ. Tám ký hiệu trên tấm bia đá thông minh, cũng không hiểu là mượn loại lực lượng nào tới, toàn thân đen nhánh, đạo văn tỏa ra chấn nát hư không. Đây là một cấm khí cường đại, phải dùng thánh binh truyền thừa diệt nó. Đại Hắc Cẩu âm thầm nói. Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch hợp lực thúc giục thần nữ Lô đặt trong sát trận của Vô Thủy Đại Đế, khiến nó tỉnh giấc. Thần nữ Lô phóng lên cao,
hóa thành một luồng sáng, phóng đại lên rất nhanh. Được phô thủy sát trận trợ giúp, lúc này nó đã cường thịnh tới cực điểm, va chạm với bát bộ ma bi. Ầm. Tấm bia này bị đánh vỡ ngay lập tức, đá vụn văng tung tóe. Tám cổ phù tan biến, tạo thành tám hắc động, hóa thành một luồng lốc xoáy năng lượng rồi biến mất. Diệp Phàm vung tay. Thần nữ lô bay lên không trung, tỏa ra hỏa diễm ngập trời. Người khống chế bát bộ ma bi bị thiêu rụi ngay tức khắc, chỉ còn lại hai người chưa chết bởi thực lực quá khiếp người. Nhưng bọn họ cũng không thể né tránh được sát trận, lập tức bị đánh thành mưa máu. Mọi người góc của vô thủy sát trận có lẽ không vây được nhiều người như vậy, nhưng chính tòa sát trận cùng xuất hiện lại có thể khiến thiên địa quỷ thần kinh hãi, thế gian rung rẩy, mười phương đều có thể bị giết. Sát thủ chết vô số thành cả vùng. Vô số cường giả bị đánh nát, tan thành tro bụi. Cả thiên đoạn sơn mạch này có thể tìm thấy sinh mạng, giống như lúa bị liềm gặt, không ngừng ngã xuống. Máu tươi đầm đìa, thay chất thành núi, mỗi một giây đều có rất nhiều sinh mạng mất đi. Hai đại thần triều mất đi địa ngục trấn hồn tháp, dưới chính toàn sát trận giống như hùng ưng mất đi đôi cánh, nửa bước khó đi, gặp phải nguy cơ rất lớn. Khóe miệng Diệp Phàm mang theo một tia cười lạnh. Hắn lấy vạn thương cung ra, bắt đầu lựa chọn bắn giết. Thân thể hắn vô song, dương bảo cung ra thì trong khoảnh khắc liền có lực lượng mênh mông từ vô thủy sát trận tràn tới, tiến vào dây cung. Lực lượng này không biết tăng lên khủng bố tới bao nhiêu lần. Phục. Một vị sát thủ cao tuổi trúng tên tại mi tâm, hét to một tiếng, hóa thành một vùng mưa máu, chết không thể chết hơn. Mau, chúng ta tế ra thần tắc, dùng trật tự thần liên gạt bỏ hắn. Có cường giả trảm đạo kêu lên, đồng thời ra tay, điên cuồng giết tới. Diệp Phàm liếc một cái liền thấy thần nữ địa ngục. Lúc này toàn thân nàng là máu, tóc tai bù xù, được người bảo vệ tả xung hữu đột, định phá vây mà ra. Chính là ngươi. Sau trận chiến này địa ngục không còn thần nữ nữa. Diệp Phàm lạnh lùng nói, vạn thương cung trong tay tỏa ra hào quang rực rỡ. Dây cung xuất hiện một mũi tên ánh sáng. U u. Một tiếng thét dài vang vọng vòng trời, chiếu sáng khắp cả thiên đoạn sơn mạch, giống như một ngôi sao chổi lao qua. Đuôi tên rất rực rỡ, ngưng tụ lực lượng của vô thủy sát trận. Một người hộ đạo của thần nữ địa ngục tiến lên, dùng hết khí lực hóa giải. Bảo thuẫn bị đánh nát, đạo tắc cũng tan tành, khó có thể ngăn cản nổi. Thân thể hắn lập tức bị xuyên thủng, nổ tung thành máu. Không, trưởng lão. Thần nữ địa ngục kêu to, đôi mắt tràn ngập vẻ thù hận, nhìn về phía Diệp Phàm, liều mạng phá vây. Còn muốn đi sao? Diệp Phàm tiếp tục dương cung, thu thập lực lượng của sát trận, toàn thân phát ra kim quang vạn trượng, giống như một vầng mặt trời chiếu rọi khắp thiên đoạn sơn mạch. Ông. Mũi thần tiễn thứ hai bắn ra, kéo theo sát khí ngập trời, phát ra từng luồng âm thanh như sóng lớn vỗ bờ, thanh thế rất lớn, ngay cả những đám mây ở phương xa cũng bị đánh tan. Vòng trời cũng như nổ tung. A. À. Một vị hộ đạo khác của thần nữ địa ngục ra ngăn cản cũng vẫn tan xương nát thịt như cũ. Quy lực của thần tiễn vô cùng, chỉ cần ở trong vô thủy sát trận thì quả thực có thể sát thần thí Phật. Hôm nay nếu ta còn sống thì sẽ khiến người phải trả giá bằng máu gấp 10 lần, thề không đội trời chung với ngươi. Thần nữ địa ngục phát lời thề độc, gương mặt xinh đẹp tràn ngập oán độc, sát khí ngập trời. Ngươi không có hy vọng sống sót đâu. Hôm nay vĩnh viễn bị xóa tên khỏi thế gian thôi. Diệp Phàm liên tục dương cung. Từng mũi thần tiễn xuyên thấu vòng trời, bắn chết toàn bộ mấy người hộ đạo bên cạnh nàng. A. À, không. Thần nữ địa ngục tóc tai rối bời kêu to, nhưng cũng không thay đổi được điều gì. Diệp Phàm dương cung bắn ra mũi tên cuối cùng. Lúc này thân thể hắn hút vào một lượng lớn sát khí, tụ nạp vào trong mũi tên. Thân thể hắn giống như do hoàng kim luyện thành, sát khí kinh thế. Phục. Thần nữ lô địa ngục kêu lên thảm thiết. Mũi tên bắn tới xuyên thủng thân thể nàng, khiến nó nổ tung. Xương cốt màu trắng và thịt vụn văng khắp nơi. Nơi nơi đều là tiếng chém giết rung trời. Đại chiến sinh tử, nhưng mọi người vẫn bị cảnh tượng này rung động. Tất cả như ngừng lại. Còn cả ngươi. Diệp Phàm tìm thấy trong biển người sát thủ thần tử của nhân thế gian, ánh mắt lạnh lùng, sát khí tràn ra, lại một lần nữa dương cung. Không. Rất nhiều người kêu to nhưng căn bản không thể ngăn cản nổi. Hoa máu tươi đẹp nở rộ. Người hộ đạo của thần tử nhân thế gian trước sau bị bắn chết cả, không ai có thể sống sót. Hắn giống như sói bị thương, hú dài một tiếng, đôi mắt đầy thù hận. Thần nữ và thần tử của hai đại thần triều đều vì giết chư vương mà sinh, cường đại vô cùng, nhưng trong vô thủy sát trận thì đều trở thành sơn dương chờ làm thịt. Ngươi cũng chuẩn bị lên đường đi. Diệp Phàm ra tay vô tình. Phục. Vẻ mặt của thần tử của nhân thế gian tràn ngập vẻ dữ tợn, tràn ngập vẻ không cam lòng, sát khí bốc lên tận trời nhưng cũng không thể thay đổi được kết cục. Mi tâm của hắn có một đóa hoa máu nở rộ,
bị một mũi tên ánh sáng đi vào, xuyên ra từ phía sau nào, mang theo hoa máu và ốc trắng. Màu đỏ và máu trắng hòa trộn với nhau, giống như hoa đào nở rộ, chỉ là tràn ngập hương vị huyết tinh. A! À, hắn phát ra tiếng trống dài thê lương cuối cùng, sau đó toàn thân nổ tung, hình thần câu diệt. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.